À, xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Tử Thông trong suốt thời gian vừa qua. À, quý vị thân mến, nếu mở một cuộc bình chọn trong số 12 con giáp để chọn ra người phụ nữ tuổi nào giỏi nữ công gia tránh nhất thì chắc chắn nằm trong tốt đầu chắc là những người tuổi, những người tuổi mùi. Đặc biệt là những người tuổi đinh mùi sinh năm 1967. Nữ giới tuổi đinh mùi sinh năm 1967 là những người vô cùng khéo léo, đảm đang, là người mẹ hiền, là người bà mẫu mực. Bước sang năm 2024, năm Giáp Thìn thì các quý bà tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 cũng bước sang cái độ tuổi sắp xỉ lục tuần. Nên đây là cái thời gian thích hợp để quý bà nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe của bản thân sau những cái tháng năm đã hy sinh thầm lặng cho gia đình nhỏ bé của mình. Và để hiểu rõ hơn cái vận trình chi tiết về tử vi của những gia chủ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, nữ mạng trong năm 2024, xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi chương trình ngày hôm nay. Là trước khi đi vào phần luận giải chi tiết, quý vị hãy hoan hỉ nhấn vào nút đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình và để luôn cập nhật những cái video mới nhất. Bên cạnh đó, nếu mà có bất kỳ cái thắc mắc hay là những cái giải đáp nào ấy, thì quý vị hãy comment xuống bình luận bên dưới. Tổ thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ chúng ta cùng tiếp tục vào phần luận giải chi tiết về lá số tử vi của những gia chủ Đinh Mùi sinh năm 1967 nữ mạng. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh đạo sĩ tử thông quý vị thân mến uh, trong video ngày hôm nay tử thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những gia chủ tuổi đinh mùi sinh năm 1967 nữ mạng trong cái năm 2024 năm giáp thìn uh, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để biết cái vận trình chi tiết của những gia chủ tuổi đinh mùi sinh năm 1967 trong năm 2024 sẽ ra sao cát hung thế nào và làm thế nào để có được cái may mắn tài lộc sức khỏe và bình an trong cái năm 2024 này À, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi à, Thưa quý vị đã biết những gia chủ tuổi đinh mùi có thiên can là đinh, địa chi là mùi đúng không ạ? Người này có lá số là âm nữ, âm nữ Có ngũ hành là thiên hạ thủy, có cung mệnh là cung càn Đó, được gọi là thất quần chi dương, có nghĩa là dê lạc đàn à, xương con dê, tướng tinh là tướng tinh con rồng, con nhà hắc đế, tân khổ à, Quý vị thân mến, năm 2024, năm giáp thìn, chúng ta có gì? Thìn gặp mùi là cục diện là tương hình tương hình. Thì những người tuổi tuổi đinh mùi ấy, trong năm 2024 năm giáp thìn thì bị vướng một cục diện là hình thái tuế, đúng không ạ? Hình thái tuế à, tức là gì? Khi mà gặp cái hạn hình thái tuế thì nói chung ấy là cũng bị ảnh hưởng nhất định, dễ bị thị phi đau bám, tiểu nhân quấy phá à, hoặc là bị gặp tai nạn hình thương một cách bất ngờ. Bên cạnh đó những cái năm mà phạm vào hình thái tuế thì nói chung là công việc cũng sẽ gặp nhiều trắc trở, trở ngại. Đó làm lụng thì vất vả mà kết quả thu được cũng không được như ý bình thường người ta làm một làm hai thì ra kết quả năm mười rồi nhưng đây mình làm gấp năm gấp 10 mà cũng chỉ thu được lại ba bốn vậy nên là gì nói chung phải làm gấp nhiều lần so với người khác mà kết quả thì cũng không được như ý đó vậy nên là trong năm 2024 nghìn hai mươi để hóa giải cái hạn thái tuế này đi thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế kim bài thái tuế năm 2024 nghìn hai mươi bốn năm giáp thìn thì, thì chính là ngày lý thành đệ tướng quân Lý Thành thì với cái hình tượng của ngài là một tay cầm kiếm, một tay cầm cái túi vải đó. Và để nghênh đón thái tuế thì các cụ ngày xưa có câu là gì? Thái tuế đương đầu tọa vô hỉ át hữu họa. À, tức là thái tuế là một cái vị thần sát lớn nhất trong năm, là vị thép cai quản lớn nhất trong năm. Vì vậy mà chúng ta luôn phải gì? Mang theo một cái kim bài thái tuế để mang theo bên mình để nghênh đón thái tuế. Mặt sau của kim bài thái tuế có in linh phù thái tuế để hóa giải cái hạn thái tuế của năm nhé. Đó. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989. 349119 để thỉnh cái, cái kim bài thế tuế mang lại may mắn và bình an cho mình trong năm 2024 năm giáp thìn. À thôi quý vị, bên cạnh đó thì chúng ta có đinh gặp giáp thì nó là chính ấn. Nó là chính ấn đúng không ạ? Thì những người tuổi đinh mùi 1967 nữ mạng ấy được chính ấn chỉ lối nên là gia chủ sẽ dễ dàng đi đúng hướng mà không phải tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc khi mà tiến hành những cái những công việc hoặc là những nhiều nhóm nhiệm vụ mới. À, quý vị sẽ rất hào hứng bắt tay vào công việc thay vì phải đắm chìm trong cái nỗi buồn, trong cái cảm xúc bất tận khiến bản thân dễ lạc hướng như trước đây. À, nói chung ấy, thì trong thời gian này thì gia chủ đã tỉnh táo hơn trong mọi việc và trong những cái quyết định của mình. Đây cũng là cái thời điểm mà quý vị được truyền cảm hứng bởi những nhân vật sáng tạo có tầm ảnh hưởng sâu sắc. Họ sẽ thúc đẩy, đem đến cho những người tuổi đinh mùi ấy, một cái tầm nhìn rõ rệt và một cái bức tranh toàn cảnh trong cái thời gian này vì thế mà gì được cái chính ấn trợ lực này thì cái cái vị thế cái quyền chức của quý vị cũng đã được đảm bảo à, thưa quý vị thêm nữa là trong năm 2024 năm giáp thìn thì những người tuổi 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 đinh mùi ấy, 1967 nữ mạng thì có à, có lưu niên lưu niên lâm một cái đất dưỡng nhận đất dưỡng à, vậy nên là gì có đất dưỡng nó nhập mệnh vậy vậy nên là những người tuổi tuổi đinh mùi ấy, trong thời gian này sẽ là những người rất chịu thương chịu khó. Họ luôn sẵn sàng đối mặt với những cái trở ngại xuất hiện trong cái tháng này, không một chút kêu ca, không một chút oán giận. Đấy. không những thế, cái tháng này thì bản mệnh còn có thể là gì thực hiện rất là tốt cái khả năng ăn nói, cái tài ngoại giao, cái tài giao tiếp của mình. À, cách cư xử hào phóng và cái tính cách đáng tin cậy cũng sẽ trở thành một cái bàn đạp để cho những người tuổi đinh mùi 1967 nữ mạng ấy, trong năm có thể là gì à, làm một cái bàn đạp để tiến thành công và các may mắn quý nhân cũng đi theo bạn để hỗ trợ giúp đỡ đó à, quý vị thân mến trong năm 2024 năm giáp thìn thì chúng ta biết là những người tuổi đinh mùi 1967 là 58 tuổi 58 tuổi gặp cái sao hạn là sao thái âm đó, sao thái âm à, sao thái âm nó là một cái sao tốt cho cả nam và nữ về mọi mặt từ công danh đến tiền bạc đấy và cái tháng 9 là cái tháng có hỷ sự nhá tháng 9 là cái tháng tháng giáp tuất thì có hỷ sự có nhiều tin vui À, tuy nhiên thì đến cái tháng 10 âm lịch là cái tháng ất hợi thì quý vị cũng cần phải chú ý đến vấn đề về sức khỏe nhé với nữ giới thì cũng cần phải hết sức đề phòng các bệnh về máu huyết đó à, khi mà nhắc về cái sao thái âm ấy, thì ngày xưa các cụ vẫn có cái bài thơ sau à, thái âm chiếu mệnh năm nay khỏi bị đau mắt chặt tay chẹo giò đàn ông ít nhẹ phải lo đàn bà khẩu thiệt đôi qua quấy giày thân tâm lân cận chẳng hòa nói hành nói lén Vậy mà sau lưng, ốm đau qua khỏi thì mừng. Đó, hao tài tốn sức ta đừng có than. Bản mệnh chẳng vững không an, phùng người phản phúc, vụ oan cho mình. Đất bằng dệ sóng thình lình. Câu trận chiếu mệnh nên là mình bất an. Đó, đó là cái sao Thái Âm. À, tiếp theo là cái hạn huỳnh tuyền. Đấy, cái 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 hạn năm này là năm là hạn huỳnh tuyền nhá. Hạn huỳnh tuyền thì ngày xưa có câu là gì? Huỳnh tuyền bệnh nặng nguy vong, tam cao đau mắt, đề phòng tay chân ở trong tám cái niên hạn thì cái hạn huỳnh tuyền nó là cái hạn là cái đại hạn nó chủ về sức khỏe khi gặp một cái hạn này thì gia chủ thường xuyên cảm thấy đau mắt đau đầu chóng mặt xây sở mặt mày mà không rõ nguyên nhân ở trong thời gian này bị gặp cái hạn huỳnh tuyền này thì quý vị cũng phải kỵ làm ăn kinh doanh liên quan đến chuyện sông nước đến đường thủy đặc biệt là trong năm hạn này thì gia chủ cũng không nên đứng ra bảo lãnh hoặc là vay tiền cho bất cứ ai à, không may thì sẽ dẫn đến cái chuyện là thị phi và, gì nó gặp nhiều chuyện bất lợi gặp chuyện tay bay vạ gió thậm chí là gì mất cả tiền mất cả tiền đến bạn đó và trong năm để hóa giải hai cái hạn này đi hạn cái sạn sao thay âm và cái hạn hình tiền xấu hạn hình tuyển xấu sao thay âm tốt thì quý vị nữ mạng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là vạn phúc chi nhân đây là vạn phúc chi nhân đây à, vạn phúc chi nhân là một cái vật phẩm phong thủy của nhà phật đấy phía trước của nó có in cái à, có khắc cái hình chữ vạn của nhà phật chữ vạn nhờ phật với cái thông điệp là vạn điều may mắn vạn sự tốt lành mặt sau là chữ phúc với cái năm 2024 là giáp thìn quý vị biết đấy là ngũ hành của nó là phúc đăng hỏa độ phúc đăng hỏa tức là sử dụng cái phúc đức của gia tiên để mang lại cái may mắn mà lại cái tài lộc cho gia chủ ở dưới của nó là một cái viên đá ruby đá ruby sao ấy? đá ruby sao ờ, đá ruby là một trong loại đá quý nó có tác dụng là gì mang lại cái năng lượng dương cao, thứ hai là hóa giải những xung sát những thị phi và mang lại cái may mắn tài lộc cho gia chủ. À, cái 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 vận phúc chi nhân này được làm bằng bạc, được làm bằng bạc và được mạ vàng. để có cả những cái sản phẩm làm bằng lòng bạc không mạ bạ vàng nhé. đây là cái cái bằng bạc bằng bạc không mạ. Bạ. đó. còn cái sản phẩm này là dùng bạc mạ bạ vàng. để thì quý vị hãy chọn cho mình một trong hai sản phẩm phù hợp cái minh à, cái mình, cái, cái vận phúc chi nhân này cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi khi mà sử dụng nhé quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vạn phúc chi nhân mang lại cái may mắn mang lại bình an cho mình à, quý vị khi thỉnh vật phẩm thì hãy để lại họ tên ngày tháng năm sinh cũng như là giờ sinh để được khai quang chỉ chú theo đúng thông thông tin của mình khi đó thì vật phẩm nó phát huy được cái công năng tốt nhất chiêu tài lộc và hóa giải những xung sát hóa giải thị phi mang lại vạn điều may mắn cho quý vị trong năm 2024 nó rất thịnh. Bên cạnh đó, cái vật phẩm này nó bằng vàng bạc nhé, bằng bạc mà và vàng nên là gì? Bằng bạc thì nó có tác dụng là kỵ tà hóa sát. Đấy, kỵ tà hóa sát. Vậy nên khi mang theo bên mình ấy, thì nó sẽ giúp quý vị là gì? Tránh xa những chuyện tà ma ám khí. À, bên cạnh đó, mang theo bên mình thì cái 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 với cái hình tượng của nhà Phật nó sẽ mang cho quý vị là sự tịnh tâm an nhiên, mang lại cái may mắn và tăng cường cái phúc đức của gia tiên. Từ đó sẽ giúp chúng ta gì? chiêu được cái tài lộc may mắn và mang lại cả một năm bình an đó đó là cái vận phúc thiên nhân à, vậy nên là trong năm quý vị nhớ phải hóa giải cái hạn huỳnh tuyền này đi và cái sao thái âm nó xấu vào tháng 10 thì quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý nhé à, bên cạnh đó thì trong năm thì quý vị không bị phạm kim lâu không bị phạm hoang ốc cũng không bị phạm tam tai vậy nên mà nữ mệnh ấy, mà trong trường hợp mà muốn đứng ra động thổ xây nhà thì cũng có thể là tự đứng lên được nhé không phải mượn tuổi mượn, không phải mượn tuổi nào khác đó, đó là những cái thông tin chi tiết về những cái vận hạn của những gia chủ tuổi 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 Đinh Mùi sinh năm 1967 nữ mạng. À, quý vị thân mến, thì trong cái năm 2024 nó giáp thìn ấy, thì với những gia chủ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 nữ mạng ấy, thì chúng ta biết là năm giáp thìn có mùi gặp thìn là cục diện là gì? Là cục diện là tương hình. Thứ hai là gì? Mùi thổ gặp thìn thổ, hai thổ nó vượng. Vậy là trong năm thì quý vị cũng cần phải đề hết sức đề phòng đến cái sức khỏe, đến cái sức khỏe của mình à, do anh thổ vượng năm gia có quý vị sẽ gì dễ thân bệnh nhược và quý vị sẽ phải cống hiến nhiều làm việc vất vả vậy nên trong năm thì có thể dẫn đến cái hình tượng đến đến cái tình hình là gì gọi là mệt mỏi ốm đau ấy do là làm việc quá sức vì thế mà quý vị hãy cân bằng giữa công việc với lại cái sức khỏe của mình một cách là gì chuẩn chỉ nhất đừng có tham công tiếp việc quá kiểu ốm ra thì được khổ à, thưa quý vị bên cạnh đó thì trong năm 2024 năm giáp thìn chúng ta có thìn thìn thì ẩn tàng ba thiên can đúng không ạ là mậu quý và ất mậu quý và ất đó chúng ta có đinh gặp mậu thì nó là thương quan đinh gặp quý thì nó là thất sát và đinh gặp ất thì nó là thiên ấn đó. đầu tiên chúng ta có cục diện là đinh gặp mậu thì nó là đây là ba cái thiên can ẩn tàng đinh gặp mậu thì nó là thương quan Đấy. Thì nói tóm lại là trong năm 2024 năm giáp thìn những người tuổi đinh mùi sinh năm 1967 gặp được thương quan lâm vận. Vậy nên là gia chủ nên cẩn thận Kẻo cái chuyện là mất chức thôi việc giữa chừng uh, hoặc là gì bị tiểu nhân hãm hại tìm cách hãy lén sau lưng. Vậy nên làm gì thì cũng cần phải quy có quyết tâm cao thì mới mong có được cái thành công. Gia chủ tuổi đinh mùi cũng nên bỏ cái tính cả theo chóng chán ngay và luôn để có một cái cuộc sống được hạnh phúc và trọn vẹn tốt hơn. À, bên cạnh đó thì chúng ta có gì đinh gặp quý thì nó là thất sát thất sát hay là thiên quan ấy thì nói chung là trong năm 2024 gia chủ tuổi đinh mùi gặp thương quan nên là cẩn thận à, gặp thiên quan nên là cẩn thận đúng không ạ cẩn thận trong cái chuyện là công việc vì dễ có cái tiểu nhân tranh đấu dễ có chuyện tranh quyền đoạt lợi và gia chủ tuổi đinh mùi nữ mạng là những người thông minh năng động nhưng mà tính nóng này thì dễ bị kích động đó là cái sơ hở để kẻ xấu tìm cái cơ hội phá hoại cái sự nghiệp mà gia chủ đã gây dựng từ bấy lâu nay vậy nên là gì để hóa giải cái cái thiên quan này và cái thất sát này này Rồi hạn tiểu nhân mang lại dễ gây ảnh hưởng xấu đến công việc thì những người tuổi đinh mùi sinh năm 1967 nữ mạng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là hợi mõ mùi à, để được quý nhân tương trợ giúp đỡ khi mang theo bên mình cái vòng tam hợp quý nhân thì nó sẽ sử dụng cái cát khí của linh vật tam hợp, nó sẽ giúp quý vị và các bạn hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hòa hợp các mối quan hệ trong công việc. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi. Bên cạnh đó, nó cũng sẽ gì? Giúp hóa giải cái hạn, cái hạn tiểu nhân hãm hại và cái họa thị phi trong công sở. Từ đó sẽ giúp cho gì? Các mối quan hệ đã trở nên hòa hợp. À, khi gặp khó khăn, khi gặp trắc trở trong công việc thì mọi người cũng đồng lòng giúp sức, khiến cho công việc được hanh thông thuận lợi và tài lộc tiền bạc nó cũng sẽ ùn ùn kéo đến à, và bên cạnh đó thì cái uh, vật phẩm là vòng tam hợp quý nhân cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân để mang lại may mắn mang lại thành công cho mình đó là với uh, với với cái thiên quan và cái thất sát bên cạnh đó chúng ta có đinh mà gặp ất thì nó là thiên ấn nó là thiên ấn thì cái thiên ấn ấy nó cũng chỉ ra một vài mục tiêu một vài cái dự định cá nhân của những người tuổi đinh mùi trong cái thời gian này cũng sẽ bắt đầu gặt hái được những kết quả vì vậy à, quý vị hãy cố gắng nắm bắt lấy cơ hội đôi khi vẫn phải có những cái áp lực những cái thách thức nó xuất hiện nhưng bằng cái khả năng nhạy bén bằng cái khả năng xử lý linh hoạt và nhất là có quý nhân nó trợ giúp vậy nên những người tuổi tuổi đinh mùi ấy, nữ mạng ấy vẫn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao đúng tiến độ tăng thêm cái độ uy tín cho chính bản thân mình và bên cạnh đó cũng củng cố cái vị thế hiện tại cái cơ hội thì nhiều nhưng mà gì bên cạnh đó thì các bạn cũng phải bỏ ra khá nhiều công sức thì mới nắm bắt được một khi mà tạo dựng được cái nền tảng vững chắc rồi thì cái chuyện thăng chức tăng lương trong thời gian này nó cũng không còn là khó nữa đó như vậy là gì trong năm 2024 năm giáp thìn thì những người tuổi đinh mùi thì có sao thái âm chiếu mạng đâm ra là một cũng trải qua một năm khá là xuân sẻ may mắn dễ có được quý nhân giúp đỡ, đặc biệt là nam quý nhân ấy, thì sẽ gì? Những người khác giới ấy, thì công việc sẽ được hanh thông thuận lợi hơn. À bên cạnh đó thì nó vẫn còn một ẩn tàng một số cái cục diện xấu như là có cái hình tuyền này đúng không? À, thiên quan này thất sát và cục diện tương hình án ngữ. Vậy nên là gì? sẽ phải trải qua một năm khá vất vả, khá là buôn ba. Nhưng mà là quý vị mà cứ hãy cống hiến, hãy làm việc hết mình ấy, thì gì cuối năm cũng sẽ thu được những cái thành quả nhất định đó trong thời gian này thì quý vị cũng có chức có quyền có tiếng nói có tiếng nói cho công ty cho tập thể vì thế mà cũng sẽ được nhiều người mến mộ và và gì và làm theo đó đó là cái vận trình về tử vi năm 2024 nó giáp thìn của những người tuổi đinh mùi sinh năm 1967 nữ mạng à, thưa quý vị như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của những gia chủ tuổi đinh mùi sinh năm 1967 nữ mạng trong năm 2024 nó giáp thìn cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.